Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Ô tô Thiện Nhân. Chúc các bạn có một ngày mới tốt lành. Hôm nay mình lại đang có mặt ở tại khuôn viên nhà máy Siri Việt Nam, hay còn gọi là nhà máy Đông Ben Việt Nam, để giới thiệu đến cho các bạn một trong những cái khuôn viên mà ở đây họ trưng bày rất là nhiều các cái chiếc xe, các cái sản phẩm của ô tô Siri. Những cái chiếc xe Đông Ben X30 như các bạn nhìn thấy trước mặt đây, và những chiếc Đông Ben 1021 hay còn gọi là Đông Ben 870kg ở đây. Đấy, thì là mình trong cái nội dung video này là mình muốn cho các bạn xem được cái quy mô cũng như là cái số lượng xe mà nhà máy hiện tại đang sẵn có để giao tới tay khách hàng, nó rất là nhiều. Đó. Thì ở đây thì như cho các bạn nhìn ở cái tòa nhà kia, thì cái khu vực đó là cái khu vực mà họ lắp ráp, họ nhập khẩu nguyên các cái phụ kiện và các cái linh kiện từ bên Trung Quốc và họ lắp ráp nó ở cái tòa nhà đó. Cái tòa nhà đằng sau là cái tòa nhà hậu kỳ và sơn. Đấy, thì là tất cả những cái xe được lắp ráp xong thì sẽ được di chuyển sang đó để sơn cũng như là để hoàn thiện nốt các cái thủ tục của xe. Đây là một trong những cái chiếc xe, một trong những cái sản phẩm mà nhà máy đang gọi là những cái sản phẩm chủ lực của nhà máy này. Đông Ben X30 V2 màu bạc. Ba màu cơ bản, đằng sau là màu trắng, bên cạnh là màu bạc. Mọi thứ vẫn rất quen thuộc như những cái gì mà mình từng làm video trước đây. X30 thì cũng không còn mới nữa, nhưng mà sang năm 2020 thì nhà máy cũng sẽ đổi mới một số các cái model, cũng đổi một số các cái động cơ, cái hiệu suất động cơ cho những cái sản phẩm này. Thì ở đây có thể thấy là một số những cái xe nó cũng khá là, để ngoài mưa ngoài gió như này thì mình nghĩ rằng nó cũng khá là nó cũng cũ theo thời gian rồi. Đây, các cái xe màu xanh này. Ok, nếu các bạn muốn mua một cái xe nào trong cái khuôn viên này, hãy gọi cho mình 0987 3322. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Chân thành cảm ơn.